Hiện giờ thì Việt Thảo đang đứng ngay tại thành phố gọi là Sunshine North, ở bên cạnh thành phố Footscray và thành phố St Albans. Từ đây đến với thành phố Melbourne là khoảng 20 phút lái xe. Đây có một cái cơ sở nail supply rất lớn của người Việt Nam mình, có thể nói là lớn nhất của toàn Úc Châu luôn. Có cái tên là Oz Nail and Beauty Supply. Cái chữ Oz này đó đã đọc Oz là Oz, nhưng nếu mà đọc tách ra thành Oz, cái sao như là Oxy là chữ AUSSIE là người Úc. Oxy Nail and Beauty Supply. Đây là cái số điện thoại nha, 9364 8586. Nhớ nghe cái số này rất quan trọng cho những người đang làm ngành nail toàn nước Úc, vì đây là cung cấp nail supply cho tất cả các tiệm nail. Bây giờ có số điện thoại rồi, gọi hay không khoan nha, để chờ Việt Thảo vô rồi theo Việt Thảo coi. Nếu good thì gọi, không good đừng gọi. Nhưng biết chắc đây là cơ sở nail supply lớn nhất luôn, lớn nhất của nước Úc luôn. Ok, nào let's go. Ê, ai đây? À, em Toàn. Toàn là gì của Andy? Toàn là anh rể của Andy. À, anh rể của Andy. À, đây là anh rể của Andy. Rồi. Úi cha, lớn quá, cơ sở lớn quá. Hello, hello, ai đây? Ai đây? Hello, anh. Em là em là Hậu, em của Andy. Hậu, em của Andy. Andy thứ tư gì, em thứ mấy? Em Úc. Em Úc thứ năm. Thứ sáu. Thứ sáu, còn đứa ai thứ năm? Thứ năm hồi đó đi vượt biên chết giữa biển. Oh sorry. Lên thứ năm đi, đừng thứ sáu nữa. Còn ai đây? Dạ, em dâu. Em dâu. Dạ. Em dâu là em dâu Úc, bà xã của Hậu. Bà xã của Hậu. Có phải không vậy? Còn ai đây? Dạ, đây anh hai. Anh hai. Anh hai của Andy. Dạ. Còn đây là mommy, đúng không? Hello. Đó, gia đình coi như là cái cơ sở này gia đình làm việc chung với nhau. Dạ, dạ, đúng. Run cái cơ sở này. Dạ. Tất cả gia đình luôn. Dạ. Anh chị em cha mẹ luôn. Dạ. Ba đâu? Ba ngoài sao? À, ba ngoài sao. Andy đâu? Andy trong này phải không? Andy. Vô rồi. Hello Andy. Yeah, hello. Hey. Good business. Yeah, khỏe. Oxy Nail and Beauty Supply đúng không? Dạ, đúng rồi. Đây là Andy, chủ nhân của Oxy Nail and Beauty Supply. Anh vừa giới thiệu đó là cơ sở lớn nhất Úc Châu đúng không? Lớn nhất không? Dạ, dạ, coi cũng có thể coi là lớn nhất anh. Wow. Dạ. Rồi, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 40. 40 tuổi còn quá trẻ. 40 tuổi còn quá trẻ. Hồi nãy anh có cho cái số điện thoại đó. Số điện thoại của em là số mấy? Nếu cái số Melbourne phải gọi 04 đầu phải không? Dạ 03. À 03. Dạ, 03. Của em là 03. Rồi 03. Gì nữa? 9364 8586. Đây là cái số mà của tiệm. Của tiệm. Dạ. Còn... Như... Được rồi, số tiệm được rồi. Yeah. Như vậy thì tất cả các tiệm nail muốn liên lạc với Andy ha, liên lạc với Oxy Nail and Supply, Beauty and Supply đó, thì liên lạc cái số vừa nói nha. Dạ, yeah, đúng rồi. Thì hồi nãy anh có nói là cái số này biết thôi khoan gọi. Yeah. Nếu mà đi theo anh mà thấy không đã đừng gọi. Dạ. Yeah. Phải không nào? Dạ, yeah, dạ yeah, đúng. Thì bây giờ cái thứ nhất, tiệm này là của gia đình Run phải không? Dạ, yeah, đúng vậy. Gia đình. Đúng vậy. Anh chị em xuống nhau làm hết. Dạ, yeah, của family. Của family. Dạ. Yeah. Em tự động vô, em đầu tư vào ngành này hay là lý do sao em dính líu với ngành supply nail này? Hồi trước em có làm nail không? À, hồi trước thì em không có làm nail, thực sự thì em là làm tóc. Oh, I see your new style here. Alright. Làm tóc. Em làm tóc. Dạ, em làm tóc. Làm tóc. Cũng không liên quan. Không liên quan gì tới ngành nail hết. Đó, rồi sau khi mà cái ngành nail mà nó phát triển ở bên Mỹ đó, ở bên Úc này có một số người phải qua bên Mỹ học. Thậm chí ông anh của em cũng có qua Mỹ học. Học rồi. Là học làm nail. Học ngành nail. Học ngành nail. Okay. Dạ, học nail. Đó. Tại vì mình cũng có bà con ở bên Mỹ. Đó. Rồi ông anh qua bên kia cũng học. Rồi tất cả mọi người ở đây, những người nào mà làm nail đầu tiên ở Úc này cũng đều phải qua bên Mỹ hết. Tại Úc này hồi đó là cái kỹ thuật của nó làm hoàn toàn bằng tay hết. Nhưng mà cái ngành nail của Mỹ mình á, ở bên Mỹ người Việt đặc biệt là người Việt của mình ở Mỹ áp dụng máy móc cho nên làm rất lẹ. Đó thì tất cả phải đổ về Mỹ để mà học rồi mới đem về đây Úc này để mà áp dụng. Nhà họ ranh cái nail thì mình thấy cái business nó rất là tốt, nó có thể có một cái tiềm năng phát triển rất là cao về cái vấn đề kinh tế mà ai cũng thấy hết. Bây giờ thì thế giới này hầu như anh Việt Thảo có đi đến nước nào đi chăng nữa thì cũng thấy Việt Nam mình vẫn là dẫn đầu về cái ngành nail. Nhưng mà từ nãy giờ chưa liên quan gì em đang ngành tóc mà nhảy vô ngành nail nữa. Rồi, thì chính vì cái điểm đó mà em thấy được là cái tầm ảnh hưởng của nó lớn, cho nên em quyết định em bỏ cái tóc để em đi học và cái ngành nail. Đó. Thì sau khi học nail xong rồi á, thì đi ra đi làm ở tiệm nail. Dạ, đi làm trước. Đi làm cho người ta để lấy kinh nghiệm. Đó. Rồi sau đó ông anh ở Mỹ về, đi học về, rồi bắt đầu mới mở tiệm. Thì cũng là bắt đầu mấy anh em làm chung. Là coi như làm tiệm nail. Làm tiệm nail, trước tiên là làm tiệm nail. Đó. Rồi từ cái ông anh làm mở tiệm đầu tiên rồi mới bắt đầu mới sẽ đáp riêng cho những người trong gia đình khác, là thí dụ như thằng em rồi bà chị. Bao lâu rồi? Đó là bao lâu? Cách này bao lâu? Dạ, cách này cũng hồi năm bắt đầu làm là năm 2003. Coi như mười mấy năm trước rồi. Dạ. 11 năm trước. Dạ, 11 năm trước. Đó. Rồi từ từ mình... Như vậy tại sao không làm tiệm nail luôn bây giờ qua supply? Thành công phải không? Thì nói chung là cũng là do một cái may mắn thôi. Tức là có một cái người ở bên Mỹ qua đây mở supply, nail supply. Thì mình thì hồi đó là mình chỉ là biết là mua supply của người ta để mình về mình làm cho tiệm nail của mình mà thôi. Thì họ ở bên Mỹ thì họ lại đi về hoài nó khó khăn quá, thì họ có tâm sự với em là họ muốn sang lại cái business. Đó, thì từ cái đó mà em về họp lại với gia đình đó, bây giờ đó, thì cái supply này á, thì họ muốn sang lại như vậy đó, thì anh em có đồng ý để mà cùng bắt tay vô để mà sang lại cái business hay không. Thì tất cả đều thống nhất là để sang lại cái business đó. Rồi thì từ cái business đó mình nhảy vô, rồi phải lặn lội qua Mỹ để đi search around, tìm nguồn hàng, rồi thậm chí đi tất cả các nơi giống như là Nhật hay là Đại Hàn hay là Đài Loan hay là China, hay thậm chí kể cả Việt Nam mình cũng vẫn có cái nguồn hàng từ những nơi đó. Thì từ đó mà tụi em mới cố gắng xây dựng lên cái business. Từ lúc đầu thì cái tầm cỡ nó nhỏ, rồi từ từ mình build up khách hàng, lấy cái chữ tín làm đầu, rồi service khách hàng cho tốt đó. Rồi nói chung là luôn tìm những cái sản phẩm mà nó vượt bậc để mà đi đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Em nói luôn tìm những sản phẩm vượt bậc. Thì bây giờ là tiệm nail, ngành supply thì ở đâu cũng giống đó thôi à. Mình đưa cái nguồn mà để cho người ta làm nail về, rồi mình phân phối lại mình bán. Dạ, toàn nước, đúng không ạ? Dạ đúng vậy. Thì bây giờ nếu mà tiệm nail em thì cũng như bao nhiêu tiệm nail khác đâu, đâu có gì đặc biệt đâu. Nó có cái điểm đặc biệt như vậy. Thí dụ như bây giờ á, tất cả anh đều biết là con người đã sử dụng hóa chất nhiều quá đi. Thì bây giờ người ta muốn tìm lại cái gì đó gì thuộc về thiên nhiên, tự nhiên, tức là natural. Chưa hiểu. Tại vì tất cả những cái sản phẩm làm trong ngành nail đều từ hóa chất mà ra. Dạ đúng vậy. Tất cả đều sử dụng bằng hóa chất hết. Nhưng có cái sản phẩm này cũng có thể thay thế được, giống như là acrylic. Acrylic thì người ta sẽ phải sử dụng hoàn toàn dựa vào hóa chất hết. Giống như là phải sử dụng liquid là một trong những hóa chất nè. Rồi. Thì bây giờ mình có một cái sản phẩm kêu là SNS. Đâu, sản phẩm nào đâu? Ở đâu? Đây, đi. Mời em ra này. SNS Healthy Natural Nails. Dạ đúng vậy. Cái chữ Healthy Natural Nails đâu có liên quan gì với SNS không? SNS là cái tên thôi không? SNS nó là một cái thương hiệu. Thương hiệu. Ok. Dạ. Nhưng mà cái sản phẩm nó nghiêng về natural. Làm sao biết được đây là cũng màu sắc? Cái này là chỉ màu thôi phải không? Dạ, cái này là cái phần màu. Cái này là phần màu. Mà cái này để làm gì? Sơn móng tay. Dạ. Nó cũng tựa như là cái người ta làm shellac vậy đó. Người ta làm phô màu trên móng. Thì cái này mình cũng làm phô màu trên móng, giống như người ta thay vì người ta sơn móng tay bằng cái loại nước sơn. Hay là gel, cũng là dạng mà nước sơn gel. Ok. Thì cái này nó làm cái dạng bột màu, mình có thể nhúng vô. Nhúng cái gì vô? Nhúng nguyên bàn tay vô? Dạ, nhúng cái ngón tay của mình vô trong đó. Vẫn chơi quậy ngón tay để nhúng vô dính thịt lum sao? À, nó mình có cái kỹ thuật chứ. À, mình có cái kỹ thuật. Ê, cái này có lý à nghe. Giờ thí dụ bây giờ mình sơn cái màu hồng đi. Rồi bây giờ mình pha ra, không biết pha bằng gì phải không? Lấy nguyên bàn tay nhúng vô hả? Dạ không phải. À, thực sự mà nói thì cái này, cái này là DS7 right? Dạ. Uh-huh. Thì nó có cái loại nó kêu là chiều bay, bay. Mình phải bôi lên cái móng tay của mình trước. Rồi mình nhúng vô cái này, vô cái hũ bột. Nhưng mà cái bột này nó dính vô cái gel này rồi nó bột không rồi sao? Dạ thì bây giờ nó cái bột này nó sẽ làm chín cái gel đó. Giờ nó dính vô cái móng tay của mình cũng chắc phải làm thử rồi nói nghe không hiểu rồi đó. À, vậy thì nhưng mà cái bột này đó tại sao nó gọi là natural được? Nó cũng là từ hóa chất ra thôi. Làm sao natural? Dạ đúng ra thì cái này nó cũng là một cái dạng một cái dạng giống như bao nhiêu cái bột khác thôi, nhưng nó cái điểm đặc biệt là nó chiết xuất hết toàn bộ những cái hóa chất ở trong cái sản phẩm ra để còn lại là những cái thành phần tự nhiên. Nói chung là nếu mình sơn móng tay bằng những cái thuốc thì bình thường là trong là chemical, nó dính vào móng tay. Còn cái này là tự nhiên không phải là chemical. Dạ, nó lạ vậy? Chemical nó đã chiết xuất ra hết rồi. Hơi lạ. Dạ. Rồi bây giờ thí dụ như người ta thích màu sắc thay đổi là cứ mua màu khác nhau về đổi thôi. Dạ đúng. Rồi người ta tự làm ở nhà được không? À, người ta cũng có thể tự làm ở nhà được. Nhưng... cái chữ có thể tức là có thể không làm được. Dạ có thể không làm được. Nhưng phải biết cách làm. Dạ, phải biết Ai chỉ cho cách làm? Dạ ở đây tụi em sẽ chỉ. Chỉ đi, chỉ liền đi. Dạ. Nhiều khi bây giờ á những người Việt Nam khác ở khắp nơi không đi gì Úc ha, người ta thấy được cái cách làm này mà hay, tiện, sản phẩm tốt thì tự nhiên người ta mua thôi. Dạ đúng rồi. Mà bây giờ hiện giờ các tiệm nail ở Úc biết xài kiểu này chưa? À, ở Melbourne này, riêng về Melbourne này thì có thể nói là trên 50% là tiệm nail đã sử dụng cái này. Như vậy cũng vậy, chưa có tất cả đâu, chưa có tất cả sử dụng cái bột màu này. Thì bây giờ hôm nay đó mời các bạn ha, nhất là những người tiệm nail, thậm chí không có tiệm nail vẫn có thể mua về tự mình sử dụng lấy, nhưng mà muốn sử dụng phải biết cách làm như thế nào. Thì bây giờ mời các bạn theo dõi nha, theo dõi chắc mượn đôi bàn tay chứ bàn tay xấu quắc làm lên sản phẩm. Cái bàn tay này mà làm lên ha, bàn tay này làm lên là sản phẩm này khỏi bán luôn đó. Trước tiên là cái móng, nếu mà cái móng của ta nó đã được đẹp như vậy rồi thì mình cứ apply thẳng thôi, nhưng mà không cần làm gì hết. Tuy nhiên nếu mà những cái móng tay mà ngắn giống như của anh Việt Thảo thôi, đừng có nó xấu hổ lắm, thì mình cũng có thể nối móng dài ra. Nối dài ra? Nó vẫn nối dài ra được. Bình thường giống như tất cả trong ngành nail làm cái gì được thì cái SNS này đều đáp ứng được hết. Thì anh Thảo thử hết hai ngón hay là thử hết luôn hay là như thế nào? Thử ngón thôi, thử ngón coi được rồi. Hai ngón thôi. Như đầu tiên là mình đánh cho cái móng tay nó sạch, phải không? Đúng rồi. Xử lý cho nó sạch, cái da với remove đi những cái chất dầu ở trên móng tay thôi. Chà, cái này thổi cái là bay hết đó nha, bột phải không? Dạ cái này nó là cái dạng bột anh. Làm thử thôi chứ. Thì bây giờ mình chỉ cần là apply thẳng cái gel. Để cho dính phải không? Dạ, cho nó dính. Trước tiên là mình bôi cái gel nó lên cho phủ trên đầy cái bề mặt móng. Sau đó là mình nhúng vào. Oh no! Vậy nhúng vào lấy ra. Mình tiếp xuống. Đó, thì nó sẽ ra. No way! Vậy thì nó bột không hả? Dạ. Thì một lát nữa, bây giờ em sẽ tiếp tục em làm cái ngón thứ hai. Thì bây giờ nó cũng đơn giản giống như mình làm, mình sơn tất cả các loại nước sơn vậy thôi. Nó không khác gì hết á. Cái điều quan trọng là cái người thợ làm nail á, cái sản phẩm này không có cần phải là một cái người thợ mà làm bột chuyên nghiệp. Mà chỉ cần cái người thợ đó biết sơn là đủ rồi. Biết sơn là có thể làm được. Anh thấy anh làm được đó, rồi nhúng ngón tay vô vậy đó hả? Dạ, nhúng vô, lấy ra. Búng để cho những cái bột kia nó rớt. Dạ, cho rồi. Những bột sống của nó đó. À, hay quá. Như vậy thì những cái mới có một lớp. Nhưng mà cái bột dính này có dơ tay không? Dạ không, thì bây giờ bắt đầu mình mới dùng cái chổi mình phủi nó đi. Cho nó rớt xuống. Đây mới có là một lớp thứ nhất thôi. thì mình phải làm thêm một lớp nữa. Ủa rồi bây giờ mình cái kia mình quét lên nữa. Dạ mình vẫn quét lên. Ồ, như làm phải làm 2 lần. Dạ phải 2 lần. Một lần được không? À, một lần thì nó chỉ đạt ở mức độ như vậy thôi. Cái lần thứ 2 thì nó sẽ đậm hơn, làm cho cái màu nó trung thực hơn. Thì cũng giống như mình sơn nước sơn vậy đó. Lúc nào mình cũng sơn là 2 lớp hết. Ok. Sao mà em làm móng tay em sơn thì sơn 2 lần, còn anh nói anh yêu vợ em xem nói có 1 lần vậy, nó I love you có 1 lần à? Phải nói 2 lần mới đúng chứ. Có love you tới mấy lần rồi đó. Phải nói nhiều lần mới được anh ơi. Như vậy làm cái này có mất công hơn không? Mất công hơn là mình sơn mà cái kia không? Cái kia mình quét rồi cái là xong rồi. Dạ em biết là cái kia là mình quét nước sơn là nó đã xong rồi. Nhưng mà cái kia đó nó không có những cái dưỡng chất ở trong cái sản phẩm. Dưỡng chất là sao? Nó nuôi cái móng tay. Dạ tức là nó có cái chất calcium, chất vôi đó. Để cho nó bảo vệ cái móng tay còn không bị hư. Không bị hư hại. Như vậy thì cái hũ này nó mắc hơn cái hũ nước sơn thường không? Nước sơn so với nước sơn thường thì nó sẽ mắc hơn, nhưng mà so với cái dạng nước sơn treo thì nó cũng tương đương anh. Dạ. Nhưng mà nó được cái là nó giúp cho cái móng tay được healthy, khỏe mạnh. Dạ. Nó bảo vệ được móng tay của mình. Dạ. Nhưng mà nếu mình làm cái sản phẩm này thì mình có thể lấy cái giá tiền cao hơn. Tại vì khách hàng nó sẽ thích hơn, và nó sẽ chịu chi ra những cái số tiền. Đó. Này xong chưa? Dạ, mình còn phải lên cái treo 1 lần nữa phải không? Dạ bây giờ nó chưa có khô. Cái sản phẩm này khi mình nhúng lên như vậy xong rồi á, ví dụ thay vì tụi em làm thì em phải làm hết rồi mới quay lại đó để em xử lý nó, nhưng mà tại vì mình làm có 2 ngón thôi. Ok. Đó, thì mình phải chờ chút xíu. Dạ được. Dạ. Mà nếu ngày xưa em không về Cali em học thì làm sao em biết cách làm được phải không? Mình phải biết làm nghề nữa. Dạ phải biết. Dạ phải biết nghề. Phải biết nghề. Có tất cả bao nhiêu màu em? Dạ cái sản phẩm này thì nó có khoảng 300 mấy chục màu. 300 mấy chục màu. Mình có thể mix màu này màu kia được không? Dạ được. Bột mình mix. Dạ được. Thí dụ như mình lấy màu xanh với màu vàng mình mix vô thành màu tím gì không? Có không? Dạ không được phải không? Cái đó là không được. Không được. Cái này mình design theo cái hướng. Cái một chút cái này cần phải đánh bóng không? Dạ cần. Dạ. Chưa bóc. Thơm quá. Thì đặc biệt là những cái chai lọ này nè, thì nó không có mùi, cũng không có độc hại giống như là cái liquid. No, anh nói thơm không phải là cái quá chất mà thơm là cái bàn tay thơm nè. Bây giờ anh nói bàn tay thơm chứ đâu có nói là quá chất thơm đâu. Thì đối với cái nước sơn á, hoặc là nước treo á, thì sau khi mình sơn xong là mình không được đụng vô, nhưng mà cái này mình vẫn có thể touch up nó lại. Mình có thể chỉnh sơ nếu mình không có hài lòng. Đó, mình có thể chỉnh sơ đó. Anh ra thứ nó cũng nó rất là cứng. Khô rồi. Dạ, con cái nó chưa bóng thôi. Dạ nó chưa bóng. Rồi mình làm sao cho nó bóng? Dạ, cái đó mình nó có cái treo top của nó. Thí dụ một cái bộ thường full set mà mình sơn móng tay như vậy là khoảng bao nhiêu, và cái này là khoảng bao nhiêu, sự sai biệt như thế nào? Nếu như mình lấy cái móng tay sơn với cái treo bình thường, nước sơn. Nó cũng tùy theo cái mỗi tiệm đó, trung bình đi, tính trung bình khoảng chừng nhiêu? Trung bình này em mang một bộ này khoảng natural nail với giống như móng tay của em natural nail lên thì khoảng 40 đồng. Còn nếu bình thường nước sơn thường? Nước sơn thường chỉ có 10 đồng. Quá! Mắc hơn 3 gấp 3 lần. Dạ. Mà người ta chịu không? Rất là, khách rất là thích. Lý do mắc hơn gấp 3 lần tại sao người ta thích được? Lý móng thường, nước sơn thường sơn lên thì nó rất là dễ chóc, chỉ cần 2-3 ngày là nó sẽ chóc ra. Còn cái này? Còn cái này nó sẽ giữ tới 3-4 tuần. 2-3 ngày có thể chóc. coi như một tuần tróc mà được giữ 3-4 tuần, tức là cái độ bền của nó lâu gấp 4-5 lần hơn. Dạ. Mà giá tiền chỉ gấp 3 thôi. Nó lại giúp cho cái móng thịt của mình cứng hơn mà càng ngày nó sẽ càng dài ra. Còn đeo cái móng thịt natural polish á, thì nó sẽ chóc ra và nhiều lúc cái móng thịt của mình nó sẽ bị gãy. Nó gãy, nó không có giữ, còn cái này nó sẽ hô lại cái bột, nó sẽ làm cứng cho cái móng, nó sẽ giữ cái móng mình giống như sau 3-4 tuần quay trở lại tháo ra thì cái móng mình nó sẽ dài hơn và cứng hơn. Cho nên khách rất là thích. Có những khách người ta làm 10-12 năm chưa bao giờ tháo cần click ra, nhưng mà người ta cũng không bao giờ thấy được cái móng thịt của người ta nó sẽ cứng. Khi người ta xài tới cái này khoảng trong vòng 6 tháng thì người ta nói là chưa bao giờ người ta thấy được cái móng của người ta dài và cứng như vậy trong vòng 10 tới 12. Còn nếu nước sơn bình thường thì nó không được vậy. Không được, nó sẽ gãy hoài à. Bây giờ trường hợp nếu mà không đến tiệm ha, ở nhà người ta tự làm được. Được. Mà mua bột về vậy đâu có mắc đâu. Dạ, phải không? Mắc. Đính ra một hũ này nó cũng hồi xưa giống như đối với khách Tây người ta đi ra ngoài người ta mua một chai nước sơn OPI cũng 20 mấy đồng. Thì cái này ở đây bán cũng có 21 đồng. Mà tự mình làm đẹp. Tự mình làm đẹp. Vừa bảo vệ được móng tay. Đổi màu cũng được phải không? Dạ, đổi màu được. Bây giờ trong trường hợp nếu mình sơn xong rồi mình muốn không thích màu này mình đổi mình chùi ra không? Dạ, chùi ra. Chùi ra liền. Chùi ra mà nó hơi, nó giống như chùi nó sẽ lâu hơn một chút so với nước sơn. Nhưng mà chùi được. Dạ. Dạ. Không, đẹp quá. Bây giờ đẹp quá rồi, đánh bóng lên nữa là xong phải không? Dạ, bây giờ mình phải chà đánh bắp vào cho nó láng cái. Tự nhiên thấy anh muốn làm móng tay anh đỏ đỏ. Nhưng mà anh khoái màu tím mà. Thí dụ anh con trai đi mình làm màu tím có gì kỳ không? Cười nhỏ này. Tại sao kỳ màu tím cho con trai quá vậy? Không có màu gì cũng kỳ cho con trai chứ không riêng màu tím. Dân chơi hoài, người ta có quyền chứ. Tại sao các em được màu mà móng tay các anh không được màu? Bởi vậy nói người ta mới sinh ra người ta phân biệt con gái con trai khác nhau với anh Việt Thảo. Anh gian quá đi. Bóng lượng đẹp quá. Dạ, chưa nữa. Cái này chưa phải là cái nước bóng. Nước bóng này có thể làm frame mà không cần cắt giống như acrylic á. Cũng bằng dip ngón tay vô nó sẽ ra một cái smile line frame rất là đẹp. Cái này là cái mà khách rất là thích. Cái frame á, cái móng trắng, đầu móng trắng. Những shop này người ta khó khăn làm những cái móng trắng rất là khó khăn, nhưng mà cái sản phẩm này làm về cái đó rất là dễ. Hy vọng là từ nãy giờ đó các bạn nào mà đang xem Andy đang làm móng tay bằng bột đó, bằng cái loại NSN phải không? SNS Healthy Natural Nails. Cái bột bằng cách là thoa lên móng tay, cái gel xong nhúng vào bột 2 lần, đánh bóng rồi lại. Thì cái độ bền của nó gấp 4-5 lần hơn so với độ bền bình thường của nước sơn. Và làm cho cái móng tay của mình healthy, khỏe mạnh, nó cung cấp một cái chất cao sùm cho cái móng tay, làm cho móng tay không bị gãy, mọc dài ra tự nhiên mà còn khỏe mạnh, cứng cáp hơn. Không cần thiết phải lợi tiệm, nếu mình không muốn mình có thể mua bột về nhà để mình làm nha. Đó, bây giờ là bắt đầu nước bóng nè. Sản phẩm này có bán bên Mỹ không? Dạ, có. Có luôn phải không? Vậy mà mình từ đó vẫn biết ta, tại không có đi làm nail. Đặc biệt là cái gel top này là cái nước bóng này đó, thay vì những cái sản phẩm là nước sơn gel á, thì họ cần cái đèn UV lamp hay là LED lamp. Thì anh Việt Thảo cũng biết là ở đài truyền hình của Mỹ hay là của Úc này bây giờ nó cũng vậy, nó cũng nói nó cũng nói về những cái tác hại gây ra cái bệnh ung thư da. Đó, thì cái sản phẩm này mình không cần phải tới là cái sử dụng tới cái loại đó. Để tự nhiên khô phải không? Nhà thì nó để tự nhiên nó sẽ khô. Nó bị bột dính vô. Bụi. Cái tiếng hình như điện thoại. Không có mùi gì hết. Không có mùi. Nhưng mà vẫn có mùi thoang thoảng. Không biết từ đâu nó ra. Từ cái bàn tay. Mùi bàn tay của em. Hình như nó từ người hay tóc gì không biết. Một cái bộ như vậy mình làm khoảng bao lâu? Khoảng bao lâu thì mới xong full set 10 ngón tay? Làm chậm thì nửa tiếng. Làm nhanh. Tầm nhanh này khoảng. Nếu như em nói đó là nếu mà cái móng tay mà người ta có với móng tay dài đẹp như vậy đó, sẵn rồi chỉ cũng sơn quét lên thì khoảng chừng 10 phút là xong thôi. À, còn nếu mà sửa chỉnh đồ lợi đó cho nó đẹp, đắp bột rồi lên thì nó lâu hơn. Hoặc là làm móng giả thì khoảng là từ 20 tới 25 phút. Nó là làm móng giả. Còn bây giờ trong trường hợp nếu có ai người ta muốn mua cái bột này ở nhà tự sơn móng tay lấy, em có tài liệu gì gửi để cho người ta biết không? Dạ, dạ có anh. Ở trong cái bộ đồ, cái kit á, của mình á, hoặc là ở đây tụi em có sẵn cái DVD cho khách. Em có website để người ta vào không? Dạ, riêng về cái website của tiệm em thì em vẫn có, nhưng mà nó em chưa có làm cái hướng dẫn ở trên cái website. Bây giờ như vậy ở trong cái website của hãng SNS thì có, cho nên em sẽ tất cả em đều cung cấp những cái thông tin về hãng để cho khách hàng có thể lên website để mà học hay là... Em có thể cho cái website đó không? Dạ có. Là gì? Ngay bây giờ nhớ không? Dạ nhớ. www.snsnails.com. Ok. www.snsnails có chữ S không? Dot com. S là chữ sugar là đường, N là chữ Nancy, S là sugar again, nails là cái nail ngón móng tay, nails .com. Dạ, lên đó nha. Nhắc lại www.snsnails.com để mình biết chi tiết về cái sản phẩm này, về cái bột, cái Healthy Natural Nails này để mình có thể sử dụng ở nhà. Mình mua ở nước Mỹ cũng được, ở đây cũng được. Nhưng ở Úc Châu có thể liên lạc số điện thoại của em một lần nữa, của tiệm mình, của cái cơ sở Supply Nail này. Có thể liên lạc qua số là 9364 8586. 9364 8586. Có cần bấm 03 đầu không? Dạ, dạ cần. Sĩ 03 9364 8586. Gặp Andy hay bất cứ ai cũng được. Dạ, bất cứ ai. Như vậy thì đây là một trong những sản phẩm mới trên thị trường bao lâu rồi? Tụi em đưa về cái thị trường Úc này là một năm, gần 2 năm. Mà những cái tiệm mà người ta dùng cái loại sản phẩm bột này đó, người ta thích hơn cái kia không? Dạ, tất cả mà những tiệm mà bắt đầu xài cái này rồi thì họ sẽ bỏ từ từ hẳn đi, cho đến những tiệm bây giờ là 100% xài hoàn toàn. Số khách tăng lên không theo em nghiên cứu? Dạ, sau khi họ xài từ 1 năm cho tới 1 năm rưỡi thì cái mức income của họ tăng từ 50 tới 100% lương thấp. Tốt quá, tại sao mình không làm như vậy để chi? Để nâng tất cả các tiệm nail của mình ở tại Úc Châu này nâng cấp lên nhé. Cái nguồn lợi thu nhập vào nó tăng lên cũng nhiều. Tại sao mình không thử thay đổi dần? Nếu cảm thấy thích hợp thay đổi luôn, còn không được mình vẫn giữ cái cũ lại mà. Nhớ nha, luôn luôn có số điện thoại và địa chỉ ở tại cái Oz Nails and Beauty Supply. Thì liên lạc như là cho số điện thoại là cái nữa nè. 03 9364 8586. Đó để mình chi? Thứ nhất, biết đâu được thay đổi income, tức là thay đổi cuộc sống. Thay đổi income, thay đổi cuộc sống là thay đổi được luôn cả cái tiệm nail của mình, upgrade nó lên, rồi thay đổi cả cái lượng người đến tham dự nữa, đến để mà đến tiệm của mình để làm nail. Tại vì cái ngón tay của người ta, mình hướng dẫn người ta cái móng tay nó healthy, nó khỏe mạnh, nó được cái chất calcium ở trong cái chất bột này nuôi dưỡng dài hơn, mạnh hơn, đẹp hơn, bền hơn. Mặc dầu cái giá cao hơn chút, nhưng chính cái giá cao hơn nó đem lại lợi tức cho tiệm nhiều hơn, đúng không nè? Ok, good. Nó còn có một cái đặc điểm như vậy là nó giúp cho những người mà thợ nail phải những cái chứng như là dị ứng da, là dị ứng mặt nè, hay là những người bị suyễn, mà họ phải từ bỏ cái công việc yêu thích của mình là làm nail. Thì bởi vì những cái vi khuẩn thì họ sẽ không có, những người bị suyễn họ sẽ không có chịu nổi cái mùi hôi của vi khuẩn, họ thở không nổi. Thì bây giờ cái sản phẩm này tụi em đưa về Úc này thì có một số khách hàng rất là hoan nghênh, là tại vì những người bệnh suyễn có thể quay lại làm cái nghề mà mình yêu thích. Good, very good. Ok, bây giờ đó đương nhiên một cái supply nail có đầy đủ tất cả các mặt hàng. Đây là một trong những mặt hàng mới nhất ở trên thị trường trong ngành nail, giúp cho bảo vệ sức khỏe cũng như ngay cả cho người làm, người làm công làm nail cho người ta, cũng như người được đến tiệm để làm, móng tay mình được khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, sảng khoái mà đem cái lợi tức kinh tế nhiều hơn cho tiệm nail. Tại sao không thử, phải không nào? Rồi, bây giờ đó tiệm mình còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa để mà có thể giới thiệu như là một cái công ty supply nail lớn nhất ở Úc Châu này? Còn cái gì nữa? Dạ thì ngoài cái sản phẩm này ra thì tụi em có cái sản phẩm là về cái spa pedicure. Spa pedicure tức là cái ghế ngồi để massage ngồi, làm móng tay móng chân. Nhưng mà cái ghế đó mua ở đâu cũng có mà phải không? Dạ đúng vậy, cái ghế thì nói chung là ở đâu, ở tất cả các supply nào đều như là đã có. Nhưng ở đây thì mình có một cái ghế massage design theo cái kiểu dáng mà ở đây mình tự có thể làm lấy, kết hợp với cái hãng để mình làm lấy ra cái riêng của mình, cộng thêm là mình là đại lý độc quyền của tiểu bang này về cái sản phẩm cái máy Pilot 500 của hãng Luraco bên Mỹ. Đi coi cái ghế để đâu đi. Cảm ơn em nhiều. Dạ, không có gì. Tự nhiên đi ra đây cái nó hết thơm này. Trở lại đi thơm một chút. Đâu ghé ở đâu? Ok. Dạ đây. Oh, có tên của Oxy Spa luôn. Dạ. Oxy Spa luôn. Dạ, là tên của tiệm luôn. Dạ, của tiệm. Như vậy cái ghế này coi như của tiệm rồi. Dạ. Mà em cái này ghế em đâu có design gì đâu mà là của tiệm. Mình chỉ đặt cái logo hay là mình có design? Dạ thì cái này đại khái là mình không có chính do mình design ra, mà mình phải kết hợp với những cái người designer là mình yêu cầu họ phải vẽ. Công ty của mình có người không? Công ty của mình có kỹ sư không? Dạ công ty của em thì có một kỹ sư chuyên lo về vấn đề mà service. Ảnh là đâu? Ông nào đâu? Dạ anh Toàn. À anh Toàn nói gặp rồi mà. Tin tưởng được không? Ảnh là kỹ sư điện toán. Kỹ sư điện toán. Rồi bây giờ như cái ghế này nè. Cái ghế này bây giờ đặc biệt ở chỗ nào? Bây giờ anh chỉ đợi đang ngoài nào. Có một điều hay là như thế này. Hầu như các tiệm nail đều có những cái ghế này cả. Dạ. Bây giờ cái ghế đang xài rồi thì mình cứ xài chứ tại sao phải đổi cái ghế mới làm gì? Phải không? Dạ. Đổi nó tốn tiền. Lý do tại sao cái ghế này nó khác ghế khác không? Cũng giống vậy thôi phải không? Anh có thì cái ghế này đó thì nó một cái hệ thống, nó là một cái hệ thống là rất là vệ sinh cho người khách xài. Thí dụ như cái bộ phận máy của nó là cái bộ phận đánh nước của nó xài bằng 500. Có nghĩa là mình có để hết chỗ đây. Mình có thể lấy cái đầu máy 500 ra, mình bỏ vô nước sterilizer rồi mình ngâm để khử trùng. Đó, mỗi người khách mình làm mình khử trùng. Đó là mình bỏ vô lại thì nó không có thể truyền cái gì ra từ cái người chân của người khách này qua chân của người khách khác. Cái bộ phận này có Luraco không? Có Luraco. Ok. Rồi nước, hệ thống nước. Nước này là tự động không? Thì, nó có một cái hệ thống trước coi như là tự động. Nó quay rồi. Mình, không cần coi như nước lúc nào cũng mở. Mình chỉ cần bấm một nút một. Bấm nút nào? Đây, mình cho bấm một nút auto. Ok. Có nghĩa là tự động. Hồi nãy nó đang còn chạy bên kia. Ok, nước tự động ra có đèn không? Có đèn không? Tự động, đèn á thì nó nằm trong cái máy luôn. Ok. Lúc mà máy nó tự động chạy thì sẽ có đèn. Bây giờ nếu mà cái người nhân viên người ta bấm nước rồi, người ta phải ngồi canh không? Canh chừng nước không? Người ta không cần canh, có cái hệ thống là bởi nói chung là nó tự động, tự động tắt nước, tự động máy chạy luôn. Lúc mà mình khách vô ngồi mình chỉ mở nước lên, mình chỉnh độ nước ấm, nước nóng, nước lạnh cho nó đúng. Rồi mình chỉ bấm một nút một là tự động nước sẽ vô, và lúc mà nước nó tới một mức độ đầy bồn rồi nó sẽ tự động tắt và máy sẽ tự động chạy. Tất cả các tiệm ở trên Úc Châu này đó, các tiệm nail đó có những cái ghế gì hết không? Trên Úc Châu này đó thì lúc trước thì cũng có, nhưng mà tụi em thì bán cái ghế này á là rất là thịnh, là tại vì có nhiều người ta giống như là mình ngăn chặn được những trường hợp mà nước chảy tràn ra ngoài. Anh nhìn tự động nó lên với nó bịt nước. đúng của nó là nó sẽ máy sẽ tự động chạy. Bây giờ nước đang lên nè, nước đang lên nè. Hồi nãy anh Thảo gắn được. À vậy mình phải tắt rồi. Tại vì để gắn ngược. Rồi, bị đuổi rồi. Gắn ngược. Xin tính trên. Tại hai cái Bây giờ xuôi chưa, xuôi xuống chưa? Nó phải ngang. Rồi, đó thổi ngang rồi đó. Tại nãy anh Thảo gắn ngược cái lỗ thổi nó đưa lên trên. Cho nên nó thổi dần nước. Cái này mà ngồi đây là ướt hết á. Cười á. Hay quá. Như vậy bây giờ cái ghế này giờ khoảng bao nhiêu? Dạ cái ghế này khoảng 3.000. 3.000. Rồi bây giờ đó, thí dụ bây giờ hiện giờ mình ở đây là Melbourne ha. Ở tại Sunshine North. Bây giờ thí dụ bên Perth đi, gửi qua được không? Dạ, mình vẫn gửi được, em vẫn gửi rất là thường xuyên qua các tiểu bang khác, giống như là lên Perth nè, qua Adelaide nè, Sydney cũng có sometime nè. Bây giờ thí dụ anh có một cái tiệm nail ở tại bên Perth mà anh cần tới 60 ghế. Không, 20 ghế chứ không có sao nhiều, 20 ghế. Mà mỗi cái 3.000 thì 20 ghế là 60.000. Dạ. Phải không? Dạ đúng rồi. 3.000 nhân 2 60.000, đúng rồi. 60.000. Bây giờ một lần trả 60.000 không có trả góp được không? Thì cái vấn đề đó là cái sự định hướng trong tương lai của tụi em sẽ có những cái chương trình đó để giúp mà Hậu giúp khách hàng có thể có lý đó, để mà họ có thể thay đổi ghế hay là để họ nhẹ nhàng hơn trước một cái quyết định là phải đầu tư một cái số tiền lớn vào cái business của người ta. Theo Việt Thảo nghĩ là ghế ngồi nào cũng là ghế nào ngồi cũng làm việc được, nhưng mà một cái ghế khi người khách hàng đến họ cảm thấy rằng nó sạch sẽ, không có bị giống như sợ dơ người khác đang ngồi rồi, hay là trong đó nó không an toàn vì dây điện chẳng hạn, thì cũng nên thay đổi. Và khi khách hàng tin tưởng vào cái sự sạch sẽ và an toàn của cái ghế ngồi ở trong cái tiệm của mình thì họ sẽ đến thường xuyên hơn, họ làm nhiều hơn. Chẳng hạn cái bột chẳng hạn, nếu mà họ thay đổi họ thích vì cái sức khỏe tốt cho họ, không bị allergy hay là tốt vì móng tay của họ, thì như vậy đến cái tiền nó tăng lên, thương vụ mình tăng hơn, khách của mình nhiều hơn, thì cái ngành nail Úc Châu sẽ phát triển hơn. Tại sao không thử, phải không nè? Đâu có tốn kém gì đâu. Ghế mới ngang order, mang đến, trả góp từ từ cũng được. Chắc chắn rằng sẽ có chương trình đó. Cho cái nhìn không đau ngang, không tiền lời ngang, cứ giật gỡ về rồi mình trả. Ý mà không đau không tiền lời mình phải có tiền chứ. Không biết ngang, có thể qua một cái hệ thống ngân hàng cũng không chừng, nhưng mà phải có phương cách nào đó để giúp cho các tiệm nail phát triển mạnh hơn. Bên Mỹ người ta có phương pháp hết. Dạ. Ok. Good. Đi vô trong còn gì không? Còn gì đặc biệt nữa không? Dạ thì tất cả những cái furniture về giống như bàn nail hay là counter thì cái này là cũng là một cái wow đó là nó sừng hấp anh. Dạ cái này tụi em cũng là độc quyền. Dạ exclusive. Nói chung thì nhiều lắm, tất cả sản phẩm về nail có đủ hết. Dạ không thiếu một cái món gì hết, từ A đến Z không thiếu gì. Tức là chỉ cần đến một lần, chỉ cần dừng tay chân ở cái tiệm này thôi là họ có thể mở được nguyên cả các tiệm, không thiếu một món gì. Mở cái tiệm mới luôn. Hoàn toàn mở. Em có setup tiệm nail mới cho người ta không? Dạ thì cái đó thì em vẫn có làm. Anh vẫn có làm. Dạ. Như vậy bây giờ thí dụ như một thành phố ở tại Adelaide. Dạ. Bây giờ muốn mở cái tiệm nail. Dạ. Người ta không biết gì hết, em có thể giúp người ta mở được không? Dạ, em có thể giúp người ta mở được từ từ cái tư vấn mà thiết kế hay là layout cái tiệm như thế nào, hay là họ muốn những cái dịch vụ gì ở trong tiệm thì em có thể tư vấn được hết. Và đồng thời thí dụ như những cái trường hợp mà họ muốn vô cái shopping center mà họ không đủ điều kiện để mà vào á, em có thể lấy hợp đồng của cái lease á, rồi em có thể dựng lên và có thể sang lại để cho họ vô đó để họ làm chủ là cái thương vụ đó được. Hồi trước đó em ở Việt Nam là ở đâu? Dạ hồi trước thì em là người ở gốc ở Vĩnh Long anh. Vĩnh Long, Cầu Kè, Tam Bình không? Vĩnh Bình không? Cầu Kè đó là quê của mẹ em. Còn Vĩnh Long là quê của ba. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi đi học đó? Lúc mà còn ở Vĩnh Long thì Cầu Kè trước thì Cầu Kè thì lúc đó em học tới lớp 8. Lớp 8 thì xong lớp 8 đó là em mới ba mới gửi lên quê nội ở Vĩnh Long đi học. Dạ, đi học ở Vĩnh Long thì em tốt nghiệp ở trường Nguyễn Thông, cấp 3 Nguyễn Thông ở Vĩnh Long á. Thì sau đó em mới lên Sài Gòn em học theo cái ngành điện ảnh. Úi chà, rồi có đóng phim chưa? Đóng cái phim rồi chưa? Dạ, đó em không có theo cái lớp diễn viên mà như theo cái lớp quay phim thôi. À, như vậy bây giờ camera đưa em là em xài ngon lành luôn. Dạ được. À, vậy sao đi mở nail không chi? À, tại vì gia đình có chương trình bảo lãnh sang định cư bên Úc nè. Okay. Em không có theo cái nghề, cho nên em phải chuyển qua là học cái tóc. Tính là qua đây để làm tóc thôi. Ok. Đó, thì cơ duyên nó chuyển về làm nail. Nhưng mà bây giờ nếu nói về trong thương trường đó, cái cơ ngơi tài sản hay là công ty của em đó, tính lên tới bạc triệu chưa? À, nếu mà tính hết thì chắc cũng khoảng 5 triệu. Úi chà, nghe không? Một người thanh niên ở Vĩnh Long, ở miền quê Việt Nam, học ở Việt Nam rồi đi sang Mỹ làm ngành tóc, rồi sau đi học ngành nail, và bây giờ đó gia đình cùng nhau đứng một cái cơ ngơi khoảng 5 triệu kim. Đó là sự thành công. Còn tôi nha, 60 tuổi nha, 40 mấy năm, 30 mấy năm ở Mỹ nha, tới giờ này nha, càng đi xuống nha, trong đi lên được. Bây giờ đi làm tóc cũng không được nữa, làm nail cũng không được nữa. Còn này từ học ngang lên làm tóc, làm nail rồi thành công. Và đặc biệt hôm nay đó, vấn đề ngành nail thành công khắp nơi ở trên thế giới này, kể cả Mỹ, kể cả Úc, châu, Canada. Nhưng mà cái công ty để mà supply ngành nail không có nhiều lắm, có nhưng mà không nhiều. Tại vì cái công ty này phải lớn, phải đầy đủ các mặt hàng. Và đặc biệt hôm nay Việt Thảo biết thêm một điều nữa, cũng như nhiều người ở trong ngành nail có thể biết rồi mà chưa sử dụng. Nên nha, cần thiết. Cái ghế thì mọi người đều biết rồi nhé. Nhưng mà cái đặc biệt là SNS, sản phẩm của SNS Healthy Natural Nails, là cái loại bột để mà sơn móng tay. Thay vì sơn cái bình thường, bây giờ dùng bột nhúng vào, chắc hơn, bền hơn, giúp cho móng tay tốt hơn. Healthy vì cung cấp cái chất calcium và làm cho người ta tránh đi cái allergy, cái dị ứng, và cái sức khỏe tốt hơn. Đem lại thương vụ nhiều hơn, khách hàng đông hơn, hài lòng hơn, vui hơn. Tại sao mình không cùng nhau để phát triển ngành nail mạnh ở Úc Châu này? Nhớ nha, liên lạc với Andy ở Oz Nail and Beauty Supply, số điện thoại 03 03 9364 8586. Dạ, nhớ nha, phải lấy cho được cái này nha. Lấy hết nha, lấy hết nha. Biết bao nhiêu màu nha, lấy hết nha. Úi cha quá trời luôn nè. Màu nào cũng có hết nha, dễ lắm. Sơn cái móng tay xong, nhúng vô bột xong, sơn lại nữa, nhúng vô bột, làm bóng lại là xong nha. Thay vì sơn móng tay bình thường 2-3 ngày nó tróc nha, cái này luôn 3-4 tuần lễ không tróc nha. Đưa móng tay cho cắn không tróc nha, bảo đảm luôn. Nhớ liên lạc với Andy ở Oz Nail and Beauty Supply để mình biết hết những chi tiết, hoặc vào cái website www.snsnails.com. Alright, love you, thank you. Lấy này về làm gì ta? Lấy này về làm gì? Đâu có sơn móng tay đâu. Ai thích màu nào tặng nè. Ai thích màu nào tặng nè. Chạy đâu? Chạy đâu? Làm gì sợ tôi giữ vậy nè. Chạy. Thường quá. Giỏi quá. Giỏi quá. Giỏi quá. Được. Xứng đáng. Đó, các bạn thấy không? Cơ hội vẫn còn. The opportunity everywhere, anytime. Cơ hội bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào đều có hết. Chịu khó đầu tư vào. Còn bà đã 40 tuổi làm triệu phú. Bye. Cảm ơn anh đi nhiều. Cảm ơn Việt Thảo. Đương nhiên như thế này cũng chưa phải dừng lại. Mà không phải làm business cho mình, mà giúp cho người Việt Nam mình làm thành công trong những cái thương vụ của họ. Nha. Cái mục đích mình chỗ đó, chứ không phải mục đích mình của mình dừng ở đây, mà tạo điều kiện cho người ta làm ăn nên ra. Đúng không? Thì đó, thì tụi em lúc nào cũng giống như có ở đây thì có những cái khóa giúp cho người ta đến để học thêm những cái buổi giống như là nối lông mi này. Em cũng có nối lông mi. Dạ, có khóa học ở đây. Ok. Dạ. Đó, rồi nối tóc nè cũng có. Cái gì tóc nối nữa? Nối tóc luôn. Wow, cái này nghe hơi lạ nghe, nhiều chuyện lạ quá nghe. Nhớ nghe liên lạc về em đi nghe. Thắc mắc cái gì cứ hỏi. Tóc nghe. Em lại ngành tóc giỏi nữa. Dạ, tóc, nail nha. Alright. Mình ở đây là một cái cơ sở này hay là có bao nhiêu cơ sở? Dạ, em còn một cái cơ sở nữa ở tọa lạc ở dưới Springvale anh. ở Springvale. Cách đây bao xa? Cách đây khoảng 50 phút lái xe. 50 phút lái xe. Wow, xa dữ ạ. À. Tên là gì? Tên là gì? À, ở tiệm ở dưới kêu là Signature Nails and Beauty Supply. Signature Nails and Beauty Supply. Yeah. Địa chỉ? À, số 8 Clyde Street, Springvale. Ok, số 8 Clyde Street, Springvale. Springvale. Ok, anh xuống đó. Dạ. Yeah. Yeah. Xuống đây thăm cơ sở đó luôn nhé. Yeah, yeah. Ok, xuống cơ sở thứ hai của Oz Nail and Beauty Supply để coi coi nó bao lớn. Alright, here we go. Hay quá, 40 tuổi thành công, tốt quá. Oz Nails and Beauty Supply. Good, very good. Sau hơn một tiếng lái xe thì từ Sunshine đến đây là thành phố Springvale. Đây là cơ sở thứ hai của Oz Nail and Beauty Supply, nhưng mà lại có cái tên khác, đó là lấy tên từ cái chữ SNS, tức là Signature Nail System. Đây cũng là một cái cơ sở supply về nail của chung một gia đình, nhưng mà với cái tên khác nhau, ở tại thành phố khác, cách xa khoảng một tiếng, để cung cấp cái dịch vụ nail cho người Việt Nam ở tại nơi này. Ok, mình đi vào trong nha. Hello, hello. 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 Khỏe không? Dạ. Trời ơi, hân hạnh kìa, bữa nay anh đến thăm nhá. À, là em là hồi nãy ở Trảnh mà, dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Là em là Múc, dạ, em Múc trong đề gia đình. Dạ. Còn ông này là lo về kỹ thuật. Dạ. Đúng không? Dạ. Anh này á, thì anh lo về tất cả là sửa chữa, maintenance, bất cứ những cái gì về máy móc. À. Em á, thì em lo về thí dụ kỹ thuật về làm nail, dạy hướng dẫn người ta. Rồi thí dụ cái sản phẩm của em thì có sản phẩm SNS, thì khi mà cái SNS là giống hồi nãy nè phải không? Giống vậy luôn. Rồi thì tất cả là người nào mà học xong rồi mà em cảm thấy được thì em sẽ cấp bằng cho người ta. Ủa, em được cấp bằng không? Em cấp bằng cho người ta luôn. Chẳng hạn bây giờ nếu anh bên Mỹ qua cấp bằng không? Nếu anh học, anh học bằng qua. Nếu anh học là em đều có cấp bằng cho anh được. Có tốn tiền không? Cái này là không có tốn tiền, là miễn phí luôn. Mua sản phẩm em dạy miễn phí, cấp bằng miễn phí, dạy không có lý nào, không có lấy tiền. Khi nào người ta mà học thành thạo là khi nào người ta làm được thì thôi, là coi như là mình không tính tiền. Thì có lý rồi nha, mình khỏi cần đi trường lớp mà đóng tiền thi lấy bằng gì hết trơn á. Ở đây học làm nail, học ngành nail, học sản phẩm của SNS. Nhưng mà bây giờ nếu mình không có ngành nail, mình không có bằng nail thì làm sao mình được quyền học cái sản phẩm này được? Ở Úc nó hơi slightly, nó hơi khác bên Mỹ. Bây giờ anh chưa có biết làm nail. Yep. Anh Lợi, anh học em về cái làm nail. Yep. Rồi lấy cái bột SNS này để mà sơn móng tay người ta. Rồi. Là anh có quyền làm. Anh có được quyền là làm. Khi mà được cái bằng em cấp. Là em cái bằng cấp là do khi cái bằng em cấp thì có thể làm được. Rồi thí dụ anh học không ra gì hết, em cấp bằng không? Nếu anh học không ra gì em không cấp bằng. Ồ, có lý à. Dạ. Mà không đóng tiền nha, nhớ là không đóng tiền. Dạ. Ủa như vậy nhưng mà nếu mà bây giờ mình không có biết nghề nail mà làm sao mình biết, chỉ biết sơn vậy thôi là cũng được làm sao? Hầu như là nếu mà anh có giỏi về biết chút xíu sơn, tại cái này nó cần là kỹ thuật là sơn thôi. Ok. Chỉ cần kỹ thuật sơn, chứ thường thường cái kỹ thuật mà đắp bột á là cái kiểu ngày xưa đó, là những cái người mà họ đắp bột mà họ đắp giỏi rồi, họ gặp cái sản phẩm này họ cũng bắt đầu hơi khó khăn, nhưng mà khi họ quen thì họ rất là giỏi. Thì cái sơn có đồng khó. Thì khi em đưa hũ lên sơn cái được liền chứ đâu. Người nào sơn biết sơn là sẽ làm được sản phẩm này. À. Chỉ vậy thôi. Không cần phải hiểu cách đắp bột, không cần như chịu hiểu cách sơn là có thể. Em là Hậu. Em là Hậu. À, tên Hậu. Yeah. Em học ở đâu? Em học cái ngành nail này nè. Em đầu tiên đó là em học ở trường ở Úc, xong rồi em qua bên Mỹ em huấn luyện cũng khoảng mấy tháng, rồi về làm nail cũng khoảng nay được cũng mười mấy năm rồi. Ok. Rồi cái sản phẩm SNS thì em làm khoảng là 2 năm. Dạ thì em rất là nói chung đó, trong gia đình của em là một cái sự thành công. Dạ. Nha. Đây cho thấy được cái family business đó, thành công là nhờ anh em phải phối hợp với nhau. Dạ đúng rồi. Tại vì nếu mình mướn người ngoài mình phải trả lương. Dạ, rồi anh em mình thay vì đi làm công ngoài nhận lãnh lương cũng giống nhau thôi, kéo về làm chung nhau. Dạ. Mình làm cho mình. Dạ, đúng không? Đúng, dạ. Rồi chia ra mỗi người ngành nghề. Dạ. Bây giờ chia đi, từ trên xuống dưới là người anh hai làm gì? Anh hai là anh lo bên order hàng từ nước ngoài về. Rồi tới anh ba. Rồi anh Tư là Andy á. Andy á. Thì ổng cũng lo nhiều việc từ sắp xếp công việc cho, ví dụ ổng có thể giúp cho người ta mở tiệm. Ok. Hoặc giả là ảnh lo order hàng, nói chung là order hàng lớn lắm, mình cần phải nhiều người để làm cái vấn đề nó mới hết được. Ok. Còn em thì em lo về vấn đề là kỹ thuật về làm nail và dạy người ta làm. Rồi hôm nay là lo về điện tử, điện tử. Ở trong gia đình như vậy đó, anh em vậy có khi nào xào xáo không? Cự nhau thỉnh thoảng anh, nhưng mà nhờ có một cái là ba mẹ thì ở chung. Không có ba mẹ không chung, nhưng mà ba mẹ cũng làm chung. Nhưng mà do ông già ngày xưa đó, ông là thầy giáo, cho nên ông nói cái gì là con cái không có người nào mà dám cãi hết. Ví dụ mà có lỡ mà có cãi gì đó, ông chỉ có nói một tiếng là tao không muốn tụi mày anh em cãi lộn với nhau, là tất cả tụi em không người nào cãi lộn hết. Đó là cũng nhờ cái nền giáo dục của ba hồi từ nhỏ. Nếu không có ba là cũng cãi dữ lắm phải không? Thì thằng nào cũng nghĩ là mình đủ bản lãnh hết, thì cũng cãi. Nhưng mà em nhỏ nhất em cũng cãi nữa, là cho nên người nào cũng đủ bản lãnh hết trơn. Cho nên nó là vậy. Nhưng mà ngược lại do có cái gia đình nó có cái nề nếp, thì người lớn có thể nhịn người nhỏ, người nhỏ nhịn người lớn. Thì do gia đình giáo dục từ nhỏ lớn, thì cũng đó là nhờ của cha mẹ. Bây giờ thì anh em có gia đình hết rồi, người nào cũng có nhà cửa riêng biệt hết, phải không? Sự thành công, thành công đó là có cái ảnh hưởng của sự giáo dục của gia đình, của cha mẹ. Và anh em nói vậy nói cũng phải gắn bó với nhau. Dạ đúng rồi. Dạ, tốt quá. Nhưng mà ở Úc này em thấy có một cái chuyện mà thật sự nếu mà muốn đi đến cái thành công thì nó cũng không khó, thì không phải khó mà dễ không gửi. Ở Úc này nó chỉ có hai chữ thôi, con người phải đạt được. Thứ nhất là cần, thứ hai là kiệm. Đó là hai cái vấn đề là thành công ở nước Úc. Bây giờ có cần mà không kiệm cũng không được. Dạ đúng rồi. Mà có kiệm mà không cần cũng không được. Cũng vậy luôn. Không cần lấy vượt có tiền để kiệm. Dạ. Phải không? Hồi tụi em qua Úc á, là em qua đây á, hồi lúc đó em 19 tuổi. Có khi em đi làm, em không phải làm ngành nail này, em làm cái ngành giống như làm farm, làm rẫy vậy đó. Mà 6 giờ sáng làm, em làm có thỉnh thoảng tới 3 giờ sáng mới về nhà. Một ngày em làm phải 21 tiếng. Là coi như là mình muốn cái sự thành công là mình phải cố gắng dữ lắm, mình mới được đạt được. Hiện giờ em cũng có nhà cửa và con hàng qua. Dạ có nhà, có cửa đủ hết. Rồi ở khu Springvale mình đó, người Việt Nam mình có đông lắm không? Tại vì nó là ở thuộc về Melbourne này, nó có là tổng cộng là 4 vùng. Nhưng mà là Footscray, St Albans, Sunshine, Richmond. Thì hầu như là cái vùng mà Footscray, Sunshine, St Albans nó gộp chung là thành một, tại nó sát lân cận với nhau. Kế nữa là Richmond thì nó hơi xa một tí, nhưng mà vùng đó cũng có người Việt, nhưng mà cũng không đông mấy. Cái vùng thứ hai đông nhất là vùng ở Springvale ở đây. Ở đây đông lắm, người Việt nó tràn về đây cũng nhiều lắm. Bây giờ là càng ngày càng đông hơn. Càng ngày càng đông hơn. Nhà cửa lên giá không? Nhà cửa lên cũng thảm lắm. Thế ví dụ về đây muốn mua nhà? Bây giờ muốn mua nhà ở Springvale thì anh phải ít nhất là cũng phải có khoảng 500 ngàn. Úi chà. Hồi xưa căn nhà ở đây đó, là đầu tiên em mới qua đó, thì căn nhà khoảng 95 ngàn tới 100 ngàn thôi. Nhưng mà vì cái lúc đó là kinh tế của Úc nó cũng ok, nói chung kinh tế Úc lúc nào cũng tốt hết. Nhưng mà lúc đó nó rẻ lắm, nó chưa có vượt mức. Bắt đầu khi kinh tế nó lên rồi tất cả nhà cửa, tại vì thế giới nó đều lên mà Úc nó không lên. Bắt đầu từ từ nó lên, mà nó lên dữ lắm, nó lên ào. Nhưng mà khoảng chừng độ một năm nay á, tới 2 năm nay là nhà nó không còn lên nữa, bắt đầu nó chùng lại. Nhưng mà lên hay xuống gì cũng phải, vấn đề mua bán nhà cửa cũng cần phải có người để lo. Đúng rồi anh. Phải không? Dạ. Thì ở đây á, thì có tất cả nhà ở đây, tất cả ở Úc này theo em biết á, là nếu muốn mua nhà mà để cái sự an toàn, mình không có bị sự lường gạt hay là bất cứ này, thì tất cả là đều qua agent. Agent nó làm việc, nó làm cho cái người mua nhà happy và cái người bán nhà cũng happy. Tốt quá. Ok, cảm ơn em. Nếu mà tất cả những ai trong ngành nail muốn có supply nail thì liên lạc hai cái địa điểm, một cũng được, hai cũng được, đều giống nhau thôi. Một là Oz Nail and Beauty Supply ở tại thành phố Sunshine North nha. Là còn một cái nữa đó ở ngay thành phố Springvale này, Springvale. Đó là ở ngay tại SNS, tức là Signature Nail System. Thì chúng ta sẽ có những cái nail supply để mà cho mình làm việc trực tiếp với những người đến để mà tiệm mình làm việc. Riêng cái sản phẩm như vừa rồi mình biết được đó, cái sản phẩm ghế phải không ạ? Cái ghế để ngồi, và đặc biệt là cái SNS và cái bột để làm móng tay này mới này. Và cái hay nhất là cái chỗ mình có thể đi làm ngành nail mà đi học không tốn tiền, có người chỉ, có bằng cấp đàng hoàng, lại liên lạc với Hậu, đúng không ạ? Cho SNS Springvale này thì em sẽ hướng dẫn mình có cái ngành nghề để làm cái bột móng tay như thế nào, sơn móng tay bằng bột như thế nào, có bằng cấp đàng hoàng mà không phải tốn tiền. Cái đó quá tốt luôn nha. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi, Hậu. Dạ. Tốt lắm. Ê, bây giờ mình đi kiếm agent để mua nhà nha. Bây giờ đi kiếm agent gì đây? Nếu bây giờ nhà cửa ở đây mặc dầu lên giá không cần biết, nhưng có một điều ở Úc Châu đó, nếu mà nói mua bán nhà cửa phải có agent, không có agent là không được. Agent người mới bảo vệ cái quyền lợi của người mua cũng như người bán. Dễ lắm, muốn tìm thì đi ra ngay trên đường, ngay cái con đường tránh của Springvale thôi, hỏi coi agent bán nhà là ai. Ok, go.